Bây giờ cô và các em cùng tới đề khảo sát số 2. Một phần trắc nghiệm, khoanh tròn và chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1, số gồm không chục và 7 đơn vị viết là A 70, B 17, C 7, D 27 ha. Rồi bây giờ chúng ta xem nào. Rồi, chúng ta thấy nha. Rồi, không chục ha và 7 đơn vị, không chục nè và 7 đơn vị. Vậy thì chúng ta được viết là vậy là chúng ta sẽ là chọn đáp án C là số 7 ha. Đọc là được viết là số 7 ha. Rồi, câu số 2. Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là A 99, B 10, C 11, D 98 ha. Chúng ta xét ở câu A trước ha. Câu A, số 99 là số lớn nhất có hai chữ số giống nhau, được chưa? Hai chữ số giống nhau. Câu B ha, là số bé nhất có hai chữ số khác nhau, được chưa? Rồi, câu C, 11 là số bé nhất có hai chữ số giống nhau Vậy thì câu D là số lớn nhất có hai chữ số khác nhau số 98 Được chưa nào? Rồi, câu số 3. Hôm nay là thứ hai ngày 15. Vậy thứ sáu tuần này là A ngày 16, B ngày 19, C ngày 18 và D là ngày 17. Rồi bây giờ cô và các em cùng nhìn ha. Rồi, thứ gì? Thứ hai là ngày 15. Ngày 15 ha, 15. Rồi thứ ba là ngày 16. Thứ gì? Thứ tư là ngày 17 ha. Thứ năm là ngày 18 ha. Và thứ 6 là ngày 10, 19. Vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án ở đây là đáp án B. Thứ 6 tuần sau là ngày 10, ngày 19, được chưa nào? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án B. Rồi, tiếp tục câu số 4. Hình bên có bao nhiêu hình vuông? Câu A 6 hình vuông, câu B là 5 hình vuông và câu C là 4 hình vuông, câu D là 7 hình vuông. Bây giờ cô và các em cùng đếm ha. Có bao nhiêu hình vuông? Bây giờ cô đếm hình vuông nhỏ nè, 1 nè. Các em cùng đếm ha, 2 nè, 3 nè và 4, được chưa? Vậy chúng ta sẽ liệt kê ở đây ha. Chúng ta sẽ liệt kê ở đây. Có 4 nè. Chúng ta 4 hình vuông nhỏ ha. Được chưa? 4 hình vuông nhỏ, được chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ gộp chúng ta xem là còn hình vuông nào nữa không nhỉ? Chúng ta có thể thấy là hình 1, hình 2 và một cái hình chữ nhật. Chữ nhật này cô sẽ đánh dấu chú thích là A, hình A ha. Rồi, hình vuông 1, hình vuông 2 và hình chữ nhật A gộp lại tạo thành một hình vuông lớn. Vậy thì chúng ta sẽ chú thích ở bên ngoài này. Hình gì? Hình 1, hình 2 và hình A tạo thành một hình vuông lớn, được chưa nào? Rồi, bây giờ chúng ta quan sát tiếp nào. Hình gì nhỉ? Hình 3, hình 4 và hình A này cũng tạo thành một hình vuông tạo thành một hình vuông lớn. Rồi, hình 3, hình 4 và hình A tạo thành một hình vuông. Đúng chưa? Rồi, vậy thì hình bên có bao nhiêu hình vuông tất cả nhỉ? Có tất cả bao nhiêu hình vuông nhỉ? Đúng rồi, có 6 hình vuông. Vậy ta sẽ chọn đáp án là đáp án A. Được chưa nào? Rồi, bây giờ cô và các em cùng qua phần số 2, phần tự luận. Bài 1 đặt tính rồi tính. Rồi, bây giờ chúng ta lấy số 22. Chúng ta sẽ cộng cho 40, 46 ha. 22 mà cộng cho 46.
Rồi, thì chúng ta sẽ tính được là 2 cộng cho 6 thì ta tính được là 8. 2 cộng 4 thì ta tính được là 6. Vậy 22 cộng 46 ta tính được là 68, được chưa? Rồi bây giờ đến 92 cộng cho 71 thì chúng ta sẽ tính được là 2 cộng cho 1 2 92 trừ cho 71 ha. Vậy thì 2 trừ cho 1 thì sẽ bằng là 1 ha. Rồi 9 trừ 7 thì ta tính được là 8. 9 trừ 7 ta tính được là 2. Vậy kết quả ở đây sẽ là bằng 21, được chưa nào? Rồi 79 ha. 79 mà trừ đi 8 ha. Rồi 79 mà trừ đi 8 ha. 9 mà trừ cho 8 thì là 1. 7 không trừ số nào, hạ 7 xuống là 71. 79 mà trừ cho 8 thì ta tính được là 71, được chưa? Rồi 31 cộng cho 5. 31 cộng cho 5. 1 cộng 5 bằng 8 3 không cộng số nào, hạ 3 xuống, vậy là 31 cộng 5 sẽ bằng 38. Vậy thì bài 1 chúng ta đã giải xong rồi. Bây giờ cô và các em cùng qua bài số 2 nhé. Bài số 2. Bài 2 số 21 cộng mấy bằng 5 năm nhỉ? Để biết thì chúng ta lấy 50 năm trừ cho 21 Chúng ta xem là được bằng nhiêu nha. 5 trừ cho 1 là bằng 4 5 mà trừ cho 2 thì ta tính được là 3. Vậy 55 trừ 21 ta tính được là 334, được chưa? Vậy thì ở đây 21 mà cộng cho 34 thì ta tính được là bằng 55, được chưa nào? Rồi tiếp tục ha. Rồi chúng ta sẽ tính. Rồi bây giờ nè, 48 trừ cho bao nhiêu bằng 23? Để biết thì chúng ta lấy 48 chúng ta trừ đi số 23. Trừ đi 23, được chưa nào? 78 mà trừ đi 23 8 mà trừ 3 thì được 5 Được 5, được chưa? 4 trừ 2 thì được bằng 2. Vậy là 48 mà trừ 23 thì ta tính được là 25. Vậy thì chúng ta sẽ điền ở đây là 2, 25, được chưa? Vậy là 48 trừ 25 sẽ bằng 20, 23. 16, 16 cộng 52 cộng 31 bằng bao nhiêu? Bây giờ ta lấy 16 trước. Chúng ta sẽ cộng cho 52, được chưa nào? 16 mà cộng cho 52. Rồi. 6 cộng 2 bằng 8, được chưa? 1 cộng 5 bằng 6. Vậy là 16 cộng 52 bằng 68. Rồi ta lấy 60, ta tiếp tục ta lấy 68 Chúng ta sẽ cộng cho nhiều, cộng cho số 31 thì chúng ta sẽ tính được bao nhiêu nào? 68 mà cộng cho 31 thì 8 cộng 1 bằng 9 8 cộng 1 bằng 9. 6 mà cộng cho 3 thì bằng 9 Vậy thì kết quả cuối cùng ở đây sẽ bằng là 99. 99 sẽ bằng 16 cộng 52 cộng 31. Rồi ta thấy 36 cộng 40 trừ trừ bao nhiêu bằng 61 Vậy thì chúng ta sẽ tính là ta lấy 36 trước. Ta lấy 36 36 chúng ta sẽ cộng cho 40. Cộng cho 40 36 cộng 40. Rồi bằng nhiêu nào? 6 cộng 0 bằng 6 3 mà cộng cho 4 thì được bằng 7 Vậy là 36 cộng 40 sẽ bằng 76, được chưa? Rồi. Chỗ này 36 cộng 40 bằng 76 nè, thấy chưa? Vậy thì chúng ta sẽ làm sao? 76 trừ bao nhiêu bằng 61 76 trừ trừ cho nhiêu? Trừ cho 76, ta lấy 76 này trừ đi 61 để xem là 76 trừ nhiêu? Trừ đi 61 9 mà trừ đi 1 9 trừ 1 bằng mấy nhỉ? 9 trừ 1 bằng 8. 7 trừ 6 bằng 1 76 trừ cho 61
thì 6 trừ 1 bằng 5, 7 trừ 6 bằng 1. Vậy thì 76 mà trừ cho 61 bằng 15. Vậy thì sao? 36 cộng 40 trừ cho 15 thì sẽ bằng 61. Tiếp tục, các em đã hiểu bài chưa nào? Nếu hiểu rồi thì cô và các em cùng qua bài tiếp theo, bài số 3. Sắp xếp các số 67, 21, 83, 45 theo thứ tự từ lớn đến bé. Sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé đúng không? Rồi bây giờ chúng ta xem nào. Số nào lớn nhất nào? Chúng ta thấy là các số này đều là các số ở hàng chục. Vậy số lớn nhất ở đây là số 83, 60, 67 ha. Sắp xếp từ lớn đến bé ha. Rồi tiếp theo là đến số 45 và cuối cùng số bé nhất là số 21 ha. Theo thứ tự từ lớn đến bé là 83, 67, 45, 21. Bây giờ cô và các em cùng qua bài 4. Lớp 1A trồng được 26 cây hoa. Lớp 1B trồng được 30 cây hoa. Hỏi cả hai lớp trồng được tất cả bao nhiêu cây hoa? Rồi các em để ý ở đây ha. Lớp 1B trồng được 30 cây hoa. Vậy là 30 ở đây chỉ là 30, 30 cây hoa, được chưa? Vậy là hỏi cả hai lớp trồng được tất cả bao nhiêu cây hoa thì ta lấy 26 cây hoa của lớp 1A đã trồng được cộng với 30 cây hoa của lớp 1B trồng được. Vậy ta lấy 26 đúng chưa? Chúng ta sẽ cộng cho nhiều, cộng cho 30 thì sẽ bằng nhiêu nào? Thì chúng ta sẽ bằng là 50, 56, được chưa? Rồi, vậy cả hai lớp trồng được tất cả là 56 cây, 56 cây hoa. Rồi, tiếp tục bài bài số 5. Hôm nay mẹ làm bánh. Mình giúp mẹ sắp 10 chiếc bánh vào một đĩa. Chúng ta ghi 10 chiếc bánh và một đĩa một đĩa. Rồi, mình sắp được 9 đĩa thì còn lẻ ra 3 chiếc bánh. Hỏi mẹ mình đã làm bao nhiêu chiếc bánh? 9 đĩa, 9 đĩa thì một đĩa là 10 chiếc bánh. Vậy là 9 đĩa 9 đĩa sẽ là bằng 90 chiếc bánh 90 chiếc bánh 9 đĩa sẽ là bằng 90 chiếc bánh, được chưa? Thì chúng ta sẽ tính và còn lẻ 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 gì? Lẻ 3 chiếc bánh chưa? Vậy thì mẹ mình đã làm được bao nhiêu chiếc bánh? 9 đĩa thì mình sắp được 9 đĩa là 90, 90 chiếc bánh cộng thêm 3 chiếc bánh lẻ nữa dư ra thì chúng ta sẽ là còn sẽ có tất cả là 93, 93 chiếc chiếc bánh. Vậy thì mẹ mình đã làm được là 93 chiếc bánh. Rồi, các em đã hiểu chưa nào? Các em đã hiểu rồi thì tiết học đến đây đã kết thúc. Cô thân ái, xin chào tạm biệt các em.